tới đây nè. Nó nhiễu ra. Tới đây luôn nè, quá trời. Đừng thao. Vừa tới mở dây cái. Quá trời, cục mực ông gừng 2 3 lít rồi. Thấy đồ cắt hay tới. Đây anh biết anh làm đi. Biết làm đi. Chưa có lấy đồ cắt cái này cái. Ồ, mặt biết. Lấy dao cái kéo gì hết cái cái dao cái nhàn này sạch. Ừ, cái dao này nó cắt được. Đây này, ừ có cái dao. Cái kéo đó hết cái chuyện chứ đi. Nè nè nè. Cái gọi không ta? Dịn đây em dịn cho. Lấy cái gọi đó. Đây em dịn cho. Thở lấy cái cục này cho chứ nếu mà. Thở cái bắt cũng được, hay mình thấy vậy nó hấp dẫn hơn. Đồ, ngon quá tài. Thở thở đừng để nó chạy vô luôn, cũng quấn chân vô. Đó. Còn đó. Còn cái này nó dính vô thôi. Nó chảy ra. Cái này nó cho nó chảy ra. Cái dắt nó bị bật thật. Đù, anh chảy thì ghê chảy. Thì tiếp năm. Cái sự trong bánh này. Sát nâu rồi, nút như ngọt dữ lắm cũng cả 2 lít trở lại. Trên, 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 trên. Con một lù. Béo hả? Nè, nè, muốn ăn có cả cắt cái này nè ăn nè. Chấm vô. Nó ngọt ngào gì nữa ăn. Con ngoài kia lát lấy vô á. Cái non. Chiều chiều ra lấy. Chút nữa ra lấy cho. Lát, không lấy rồi về. Ngâm rượu. Nấu cháo nghe nấu á. Nhanh rồi. Một một bình xác ông đó. Để coi mình ra gỡ cơm nấu cháo. Luộc á chứ gỡ cái gì nổi. Làm gì? Luộc á. Mẹ nghe sao. Rồi luộc giùm vô ra mấy thôi thịt cháo rồi. Nút. Lấy cho nó nút. Quá trời mà ông gừng rồi. Nấu cháo nè. Về lấy tay giùm cái này cho nó. Còn có ngón tay một đó. Làm thêm ngón nữa. Hai ba lít đấy. Bán cục kia gọi không? Bán lớn hả? Dạ. Lớn hả cục kia gọi không? Không biết nữa ông bà cái này cho hồi dắt ra rồi biết cái gì. Sạch. Chứ rồi 2 lít cái này chắc cũng hơn là chút. Chưa chưa đưa cắt làm hai. Cái sạch bà cái này có mặt không ơi. Nhiêu đó 2 lít hả? Dư 2 lít. Hả? Dư 2 lít. Có 3 luôn nằm lừ á. Cái này nặng à. Cái cuốn mặt của nó dữ lắm, cuốn mặt nó cái dao này thọt qua muốn không hết mà. Để đi thôi, cái gì để lấy cái này. Cái xếp này khúc ở kia kìa, cái khúc chót dưới mấy con non nó ngon. Luộc à, luộc rồi sao lấy ra con ra được? Luộc là nó tan ra. Nó tự chảy ra hả? Ê, gớt con ra hả? Gớt con ra. Biết rồi mốt mình để nuôi em đi chặt hết làm thì kéo mấy cái cọng dừa ra hết không ta. Ờ, nó đậu qua, nó làm qua tàu dừa khác nữa rồi. Nó bu lại tàu dừa khác nữa. Té cục mặt kia. Lấy lần rồi cho nó bắn nữa. Nó thọt vậy mà nó còn không hết cục mặt nó. Qua lại nhà con nha ba. Hả? Ông không muốn đàn bà rồi uống bơ cam nó có trái. Không có ai kìa. Mày có người không? Trời mướn đây thằng đàn ông nè. Ôi bà Tư mới lật rồi. Ngày mai mới mừng mà tại bữa nay mừng chứ. Đẹp dữ ha. Ông tính ra đóng đủ thôi giờ nó đã ra kia chứ. Dữ được chứ. Đó đóng vậy mà. Rồi có thấy không? Lấy mặt lần nào thấy nè, có thấy đá được chứ. Một phù ngay dưới như cái đùi bò hay không? Đùi. Nè cắt miếng cái này cho tôi đây. Ồ, mặt nó nặng dữ vậy cha. Nó chảy ra trơn à. Cầm cái ép lên lại đi. Ừ, lấy đây ra. Nó chảy ra. Nè cầm cái đó. Ê. Dắt quá. Dắt lên. Uống một hồi nó sai mặt luôn á. Tôi không kêu hiền đủ mà xin tưởng chơi. Đó, lấy em. Giờ làm mấy đứa rồi. Mới lấy ổ này nè. Kệ khuyên ổ ông con kìa luộc kìa. Chào là luộc. Cái ổ mới luộc lấy được rồi đi. Sát rồi. Cháo hả? Ừ. Đồ dữ thần vậy ta. Đồ mà dữ thần. Nên nấu cháo ngon lắm mà không biết sao rồi. Luộc. Mình luộc ra. Bắt nước sôi lên bỏ vô. Rửa tay sạch tay dắt hả? Rửa tay sạch tay rồi dắt nữa ra. Lao quá. Đâu có mặn vậy. Là luộc xong là quất luôn chứ là làm gì nữa. Rồi cái xác lên chì không? Cái xác nó tan ra hết rồi. Mình luộc 2-3 nước. Là nó mới hết sáp nha, chứ luộc nước là không có hết à. Cái này cũng như cái sáp đàn cày vậy đó. Vô còn luộc không? Luộc hoài rồi là nó hết đâu hả? Dạ. À, không biết lò đó, mình luộc thứ gì nó tan cái lò đó, 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 đó,